Chị xuống mẹ nhờ xíu con. Hương mẹ xuống xuống mẹ nhờ xíu. Con coi mẹ đẹp không? Con cái hồi nãy con gắn con xuống con gắn chỗ tóc mẹ thử ra được không? Cái gì? Cái đồ con cài á. Thôi con đang chơi Ấn Độ hả? Thôi con lên chơi đi. Cái này hả? Cái con cài dưới chỗ mình sao? Ờ, cái hồi nãy á. Đẹp không? Con thấy mẹ đẹp không? Không đẹp khi cài cái đó lên. Nè, con cài thử đây đi thôi. Làm sao cho đẹp nha. Tiền ở đâu nè? Như đây nè, như chỗ này nè. Tí rồi, đúng rồi. Con chỉnh là cái móc ở đây. Ok. Đẹp không? Đẹp. Sao như đây nè con, ra cái đây nè. Không có được, cái đó trơn, nó bị tụt. Ừ hả? Con thử đi. Không được, con tụt thử rồi. Rồi, xe qua. Mẹ đâu phải Ấn Độ. Em mà chơi thử đi. Cực này. Như vậy đẹp hơn không? Đẹp. Mẹ mới làm tóc á. Mai mốt mẹ sẽ làm tóc này phải đi học. Mẹ đi học. Được không? Thấy được không? Được. Đâu có điệu đâu. Hơi hơi mà. Đi lên chẳng chơi rồi. Rồi lên chẳng chơi đi con. Cái khăn này được không? Được không? Được.